đó, vốn nó vừa cập nhật lên thôi các bạn. Với số vốn cơ bản từ 300 đô thì mình sẽ giúp cho bạn kiếm 12 triệu mỗi tháng với phương pháp này ha. À, các bạn có thể kiếm nhiều hơn hoặc là ít hơn, nó sẽ tùy thuộc vào thời gian cũng như là vốn bạn bỏ ra. Ở đây thì mình sẽ thị phạm với số vốn từ 300. Và trước khi vào video này, mình giới thiệu với các bạn về trang web. Đây là một trang mà mình có một cái bài viết hướng dẫn đăng ký mở tài khoản cũng như là một số cái mẹo các bạn có thể tham khảo và xem ở đây ha. Ngoài ra thì mình cũng có một cái link đăng ký đây. Đặc quyền của link đăng ký này, khi bạn đăng ký xong các bạn sẽ nhận được những phần thưởng nạp lần đầu, lần hai và lần ba do bên mình hỗ trợ ha. Và ngoài ra sẽ có một cái bạn này hỗ trợ cho bạn về vấn đề nạp rút nếu các bạn nạp rút không được ha. Đây là thông tin telegram của bạn này, các bạn có thể click và chat với bạn này ha. Rồi thì link đăng ký thì mình sẽ để phần mô tả cũng như là phần bình luận, các bạn có thể vào để đăng ký ha. Trường hợp các bạn tìm không ra thì các bạn có thể lên Google và gõ đúng từ khóa này là ra ha. Khi mà đăng ký xong á, các bạn muốn giao dịch á thì các bạn cần phải vào phần nạp tiền ha. Nạp thì đây nó sẽ có hai hình thức nạp, đó là nạp thông qua tiền kỹ thuật số và nạp qua nạp tiền nhanh ngân hàng hoặc là Momo, với cái mức nạp tối thiểu từ 50k. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào cái phần chính ha. Để kiếm 12 củ mỗi tháng tương ứng với 400k một ngày á thì các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn vào một trò chơi, sau đó các bạn sẽ chọn trò chơi này ha. Thì đây là trò chơi 1 phút ha, tức là sau 60 giây nó sẽ ra kết quả những cái màu trên đây cũng như là những con số random từ 1 tới 9. Và nhiệm vụ của mình là mình sẽ chọn đúng màu hoặc là chọn đúng những con số, các bạn có hai lựa chọn ha. Và lựa chọn của mình là mình sẽ chọn số, nó sẽ dễ hơn. Và ở đây mình sẽ dùng cái phương pháp là đi 7 loại 3. Và ba con loại mình sẽ đặt thêm một cái tiêu chí để mình loại nữa. Thì bây giờ mình sẽ vào một lịch sử mình loại cho bạn xem ha. Thì cái tiêu chí đầu tiên là cái con vừa ra là mình loại, bởi vì là cái xác suất xuất hiện của nó cực kỳ thấp, cho nên là mình sẽ loại nó đầu tiên. Rồi, và từ con số 2 cho đến con số 10 á, mình sẽ tìm hai cặp trùng. Cặp trùng là cặp mà có cái tần suất nó xuất hiện nhiều, là tính một cặp cũng như cặp số 3 nè. Rồi, mình có cặp số 5 nữa nè, đúng không? Đó. Rồi, nhưng mà cặp số 5 ở trên đây nó đã xuất hiện rồi, cho nên là mình sẽ không có loại nữa ha, mình chỉ loại một con 5 trên đây thôi. Thì trên cái bảng này nó chỉ có là hai con loại, cho nên là nó chưa thỏa điều kiện đó. Nếu trường hợp mà nó chưa thỏa điều kiện thì các bạn sẽ chờ vào phiên sau đó. Bây giờ nó ra phiên sau nè, thì với cái phiên này mình loại được con 1 nè, mình loại được con 5 nè, và mình loại được con 3 ha. Thì ở đây mình sẽ đi lệnh là 3 nha các bạn. Rồi, những con loại là mình sẽ không đi. Đấy, loại là không đi nha, mình đi những con còn lại thôi. Và với 1% vốn của 300 thì mình sẽ đi lệnh là 3 nha các bạn. Trường hợp nếu mà lệnh này các bạn win, các bạn sẽ đem về là 8,25 đô, nó rơi vào khoảng 200k các bạn. Thì một ngày á, các bạn win 2 lệnh thôi thì nó cũng đem về khoảng 400k ha, tương ứng với 12 củ mỗi tháng. Bây giờ các bạn chờ kết quả nó ra nha. Đây nó ra con 8 là mình lụm lúa nè, bây giờ mình sẽ lót lại ha. Đó, vốn nó vừa cập nhật lên thôi các bạn. Rồi thì tương tự như vậy mình sẽ kiếm thêm một lệnh nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ vào phần lịch sử mình xem mình kiếm nó nha. Đây mình loại con 8 nè. Mình loại con 1 ha, nó có cặp 1 nè. Rồi vẫn có cặp 5 ha. Đây. Ở đây nó có cặp 3 nè, nhưng mà mình không lấy nha, mình sẽ ưu tiên lấy những cặp gần nhất thôi. Cặp gần nhất là có cặp 1 và cặp 5 nè. Cặp 3 mình không loại ha. Rồi thì với cái phiên này mình loại 8 nè, 1 và 5 nha các bạn. Ở đây mình vẫn đi lệnh 3 nha. Rồi những con loại mình không đi nè. Đấy, mình đi 3 con này ha, mình đi 7 con này và mình loại 3 con này ha. Rồi, thì trường hợp này nếu mà win thì các bạn cũng đem về là khoảng 8,25 đô, nó rơi vào khoảng 200k ha các bạn. Đó, thì trung bình một ngày các bạn kiếm 2 lệnh, các bạn chốt thì nó cũng quá ok ha. Bây giờ các bạn chờ kết quả nó ra nha. Đây nó là con 4 là mình lụm lúa luôn nè, bây giờ mình lót lệnh nó tăng vốn ha. Đấy, thì một ngày như vậy các bạn kiếm 2 lệnh thôi, nó cũng rơi vào khoảng 400k ha, tương với 12 củ mỗi tháng. Đó, thì đây là cách giúp cho bạn có thể kiếm tiền đều đặn với chỉ từ 3 cho đến 5 phút mỗi ngày thôi, các bạn hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc chơi. Và ngoài ra mình cũng có một cái link đăng ký với một cái ưu đãi nữa là nạp thưởng 3 lần nhìn cho các bạn ha. Và đây là cách giúp cho bạn kiếm 12 củ mỗi tháng trên sàn Coinbit. Chúc cho bạn thành công và kiếm thật là nhiều tiền trên sàn Coinbit nhé.